bánh bao là món ăn được yêu thích và quen thuộc của nhiều người. Tuy nhiên, một loại bánh bao tạo hình con nhím đáng yêu đang được các em thiếu nhi ưa chuộng. Bánh bao con nhím không chỉ ngon mà còn vô cùng dễ thương, khiến các em không thể rời mắt khi nhìn thấy chúng. Để tạo ra chiếc bánh bao con nhím, đầu tiên người làm bánh sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho vỏ bánh, bao gồm bột mì và các phụ liệu khác. Sau khi trộn đều, phần bột sẽ được ủ một thời gian rồi cán cho mình bột. Tiếp theo, phần bột sẽ được chia thành từng phần nhỏ để làm bánh. Phần nhân của bánh bao con nhím được làm từ đậu xanh, sữa và các nguyên liệu khác. Sau khi trộn đều, phần nhân sẽ được rây lại và làm chín. Tiếp theo, phần nhân sẽ được trộn thêm một lần nữa để sánh đều. Phần vỏ và phần nhân sẽ được đưa vào máy để tự động bắt bánh và cho nhân vào bên trong. Sau đó, viên bánh sẽ được nhân viên tạo hình bằng tay để tạo thành những chiếc bánh bao con nhím dễ thương, xinh xẻo. Cuối cùng, các chiếc bánh bao con nhím sẽ được hấp chín và để nguội. Sau khi đóng gói, bánh sẽ được chuyển đến tay người tiêu dùng. Bánh bao con nhím không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn được tạo hình đáng yêu, thu hút sự chú ý của các em thiếu nhi. Ngoài ra, còn có các loại bánh bao khác như bánh bao hình con heo, con gà, con gấu, tạo nên một bộ sưu tập đa dạng và phong phú. Với hương vị tuyệt vời và hình dáng đáng yêu, không có gì ngạc nhiên khi bánh bao con nhím trở thành món ăn yêu thích của nhiều em thiếu nhi. Bánh bao con nhím là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn sáng hoặc bữa tiệc nhỏ của bạn. Hãy thử và tận hưởng món ăn độc đáo này nhé!